Xin chào mọi người. Năm nay ở trên thị trường đèn lồng xoay 360 độ của Trung Quốc rất sôi động, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Vì vậy mà rất là nhiều người quan tâm. Chúng ta đặt hàng về nhưng mà cũng lắp ráp nó cũng cứ mày mò rất là khó. Vì vậy mà tôi làm cái clip này hướng dẫn mọi người cách lắp đặt, để làm sao chúng ta lắp đặt cho nó thuận tiện, cho nó nhanh. Đầu tiên chúng ta lên đầu cho hộp hàng, hộp bên đầu về ta bỏ ra kiểm tra. Đây là cái khung, đây là khung, mỗi quả này lồng có 2 đế. Đến đây là cái củ nguồn xoay 300 mấy độ, 360 độ, và nháy này giờ nhờ có cái này nó xoay đấy. Đây là cái đèn treo ở dưới cùng, đèn treo dưới cùng. Đây là cái trang trí phía dưới. Thế bây giờ ta lắp cái thứ tự là ta lắp cái khung đèn lồng này, ta lắp khung vào đèn lồng. Nhất là ta cái dây ấy thì ta cho lên này, không nhờ đồng ta đặt như này. Đấy. Dây ra cho nên cho xuống dưới. Đấy, mỗi. Đây. Đấy, cắn vào đây. Đấy. Đế của cái khung đèn lồng dưới, cái đế dưới của khung đèn lồng, đặt cái đế bên trên. Xong khung để đến lắp lắp cái đèn treo. Thank you.
có cái khớp đây thì ta treo giờ đến rồi là lắp vào điện thì cái nào lắp vào cái đấy thì lắp vừa là được.
thế. Nếu nó khó đấy thì ta ấn cái này xuống một tí, ấn đầu này xuống, kinh nghiệm là ấn đầu cái này xuống một tí thì nó sẽ dễ vào hơn đấy, nó sẽ vào được. Như thế là ta lắp xong cái quả đèn lồng. Đến khi lắp xong các cánh xong thì cái phần cuối cùng là ta lắp đến khi phần cuối cùng là ta lắp cái này vào đây. Cuối cùng ta lắp vào dây, cắm dây cho cái này đấy.
sau đó là lắp cái dây trang trí này, dây trang trí này, thế là xong, thế là được quả cầu. Go.